Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với lớp học ẩm thực Hàn Quốc cùng Kiên và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Các bạn nhìn mình thế nào? Đó, mình vừa mới đi biển về. Và các bạn biết không là sau khi mà đi biển về thì mình lại biết được một món ăn đường phố của Hàn Quốc. Khoan từ từ, nghe nó hơi sai nhở? Biết đi biển nhưng mà lại nghe được một món ăn đường phố của Hàn Quốc. Thôi mình đùa đấy, các bạn kệ mình đi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn, đó chính là món mực nhồi hấp. Đây là một món ăn mà rất là nổi tiếng này ở các vùng biển của Hàn Quốc, và cũng là một món street food vô cùng là nổi tiếng nữa. Và hôm nay thì nguyên liệu có những cái gì thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào làm ngay món ăn này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai con mực ống khá là to ở đây nè. Sau đó thì sẽ có thêm thịt bò này, có đậu phụ, có nấm, cà rốt, hành baro, hành tây để chúng ta nhồi vào bên trong con mực. Ngoài ra thì sẽ có thêm cả miến này, một chút bột và một quả trứng nữa. Đầu tiên thì để làm phần này thì Kiên sẽ phải đi ngâm miến đã. Ở đây thì cái mực ấy mình đã sơ chế qua rồi, cho nên là mình cũng sẽ không cần phải làm quá là nhiều nữa. Mình sẽ ngâm miến cho miến nó mềm ra trước này. Rồi chúng ta sẽ ngâm miến và cứ để miến ở đây nhé mọi người ơi. Miến này thì các bạn bẻ gập nó cũng được, tại vì là một chút nữa thì chúng ta cũng sẽ thái rất là nhỏ để chúng ta cho vào trong phần nhân. Bên cạnh miến, sau khi mà đã làm miến xong, đây mình sẽ để miến đây. Mình đã rửa tay rất là sạch rồi nhá, cho nên là mọi người cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Rồi mình sẽ để miến này sang một bên này. Tiếp theo là mình sẽ sơ chế tới nguyên liệu thứ hai, đó chính là thịt bò. Với thịt bò thì chúng ta sẽ cần có thịt bò xay, nên mọi người mua thì cố gắng chọn phần thân bò cho nó nạc nhá. Thịt bò thì mình sẽ thái miếng vừa ăn, và sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái cồi xay như thế này. Sau khi mà đã đủ tất cả những cái nguyên liệu này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu xay cái hỗn hợp này lên. Mình sẽ xay nó lên nhá. Đây là cái hỗn hợp mà mình đã xay này. Sau khi xay xong thì mình sẽ sơ chế tới một nguyên liệu tiếp theo, đó chính là đậu phụ. Ở đây thì mình có một miếng đậu phụ Hàn Quốc như thế này. Mình sẽ lấy nó ra. Đó. Và các bạn sẽ làm cho mình một việc nhé, là các bạn sẽ bóp cho nó ra hết nước. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào trong cái hỗn hợp thịt bò mà chúng ta đã xay vừa xong. Cho thêm hành baro nhé. Ta sẽ đập một quả trứng vào để tạo độ kết dính. Tiếp theo là đến phần mực. Với phần mực thì chúng ta sẽ giữ lại phần thân để mà một chút nữa chúng ta sẽ nhồi. Còn với phần dâu mực ấy thì mình cũng đã sơ chế rất là sạch rồi. Các bạn sẽ cắt khúc thật là nhỏ, cắt những cắt vụn nó ra, và sau đó chúng ta sẽ trộn vào phần nhân. Các bạn chú ý là chúng ta không nên xay nhuyễn nhé, tại vì nếu mà xay nhuyễn thì ăn nó sẽ mất đi cái độ giòn của con mực. Cho nên là các bạn chỉ thái nhỏ thôi. Thái càng nhỏ càng vụn càng tốt. Các bạn sẽ cho hết vào trong bát nhân nhé. Ngon quá à. Bát nhân rất là chất lượng. Có thịt bò này, có mực này. Những nguyên liệu rất là ngon rồi. Miến cũng đã mềm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt phần miến này vào. Sau khi mà đã cho tất cả những nguyên liệu này vào thì các bạn sẽ cho mình vào đây thêm bột mì. Bột mì sẽ làm cho cái khối nhân này của chúng ta thành một hỗn hợp đồng nhất này. Bên cạnh đấy thì các bạn cũng sẽ nêm gia vị vào trong này của mình nhé. Đây chúng ta sẽ có hạt tiêu. Chắc chắn rồi đúng không nào? Cái món hải sản thì rất là hợp với hạt tiêu. Chúng ta sẽ cho thêm một chút muối cho đậm đà này. Một chút tỏi. Các bạn nhớ là tỏi băm nhá. Và các bạn sẽ cho thêm vào đây một chút dầu mè nữa cho thơm. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ trộn tất cả những cái nguyên liệu nhân này lên. Và chúng ta sẽ nhồi vào bên trong con mực là xong. Chà chà, bát nhân này rất là chất lượng luôn. Và mình thấy nó rất là thơm mùi tiêu với cả dầu mè. Okay. Và bây giờ thì sẽ đến công đoạn mà Kiên thích nhất. Đó chính là chúng ta sẽ nhồi tất cả nhân vào bên trong con mực. Tuy nhiên các bạn nhớ nhé, là trước khi mà nhồi thì các bạn sẽ cho vào một ít bột mì ở vào bên trong ruột con mực, để ở bên trong nó được thấm khô đi. Sau đó thì chúng ta mới nhồi nhân này vào. Mục đích của việc làm này là một chút nữa khi mà các bạn thái con mực này ra thì mọi thứ ở bên trong nó sẽ không bị rời ra. Đó, các bạn cứ tẩm vào trong con mực, xong rồi các bạn sẽ đổ ngược ra như thế này, để ở bên trong nó được khô. Đó, ở trong bây giờ nó sẽ rất là khô rồi. Sẽ nhồi nhân vào bên trong nhé.
Có một chú ý nữa là bước nhồi nhân này, đấy là chúng ta nhồi nhân này thì các bạn nhồi lỏng tay thôi, chúng ta không được nhồi quá là căng, tại vì về cơ chế thì khi mà hấp thì con mực này nó sẽ co lại, còn phần thịt ở bên trong thì nó sẽ nở ra, cho nên là các bạn nhồi thì các bạn nhồi lỏng lỏng tay thôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái tăm để ghim cái đầu con mực này lại. Các bạn sẽ ghim lại cái đầu con mực như thế này. Rồi sau một lúc thì mình đã có hai chú mực rất là béo tròn giống như mình ở trên thớt này rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào hấp nhé mọi người. Ở bên này thì nồi nước hấp đã sôi rồi đây. Đó, nghi ngút khói. Mọi người sẽ cho mực vào trong này hấp. Và các bạn sẽ hấp trong khoảng tầm từ 15 đến 20 phút nha. Rất là nóng luôn. Sau 15 phút thì món mực của mình đã chín rồi. Các bạn nhìn này, nó co vào ấy, trông rất là buồn cười luôn. Cho bạn xem nhá. Ta-da. Trông nó béo tròn luôn ấy. Nhìn như là lon nước ngọt. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bỏ ra đây, chờ nguội một chút để cho cái phần nhân cũng như là cái phần mực nó chắc lại đã. Sau đó thì mình mới thái lát ra, tại vì là nếu mà thái khi nó còn đang nóng như này thì nó sẽ bị nát. Ok. Rồi và bây giờ thì rất là hồi hộp, mình sẽ xem cái thành quả của mình là như thế nào. Ở bước này thì nếu mà thái không khéo nó rất là dễ bị bục ra, và mình hy vọng rằng là nó sẽ không bị bục khi mà mình thái. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Các bạn phải chuẩn bị cho mình con dao thật là sắc này. Rồi đưa tay dứt khoát nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đấy, mọi người đưa tay dứt khoát nha. Yes, ok. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái miếng đây các bạn có thể nhìn thấy cái miếng mực nhồi ở bên trong này. Trông nó sẽ như thế này. Đó. Rồi, ai ăn mực không? Ai ăn mực không? Ai ăn mực không? Như vậy rất là nhanh thôi thì mình cũng đã làm xong món mực nhồi thịt hấp rồi. Mọi người biết không, là thật ra là trong quá trình làm món này thì mình cũng rất là lo lắng đấy, tại vì là không biết rằng là con mực của mình khi mà cắt ra nó có được nguyên vẹn hay không, tại vì là như mình có chia sẻ là con mực này sẽ co lại rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì nhìn cái thành phẩm của mình ở bên trong thì trông cũng rất là ổn đúng không nào. Món này thì trông có vẻ phức tạp đấy, nhưng mà nếu mà để làm thì cũng không quá là khó đâu, cho nên là nếu mà có thời gian thì các bạn hãy làm nhá. Và nếu như các bạn yêu thích món ăn này thì các bạn hãy comment ở bên dưới để cho Kiên cũng như là Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc biết nhá. Ngoài ra thì ở sau video này thì bọn mình vẫn sẽ trở lại với những món ăn đường phố khác nữa của Hàn Quốc trong series là những món ăn đường phố của lớp học ẩm thực Hàn Quốc. Ngoài ra thì muốn tìm hiểu thêm thông tin về Hàn Quốc thì các bạn có thể vào Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc để tìm hiểu thêm rất là nhiều những thông tin về ẩm thực, về đời sống, về con người. Mọi thứ liên quan đến Hàn Quốc thì đều có ở trong đó nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Tạm biệt mọi người.